mua Xiaomi, Realme tặng bảo hành vàng toàn diện cả nguồn, màn hình, vân tay trong 12 tháng duy nhất tại điện thoại hay vn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cây công nghệ mình là Minh Kha đây và ngày hôm nay thì mình đang có trên bàn đây là chiếc Realme GT Neo Flash một chiếc máy gọi là phiên bản nâng cấp hơn của cái chiếc Realme GT Neo phiên bản tiêu chuẩn với cái chiếc máy này thì giờ đây chúng ta sẽ có một cái form thiết kế nó vẫn là như thế kích thước màn hình cũng như thế đó, chất liệu thì vẫn sẽ là hai mặt trước sau là đều là kính các bạn nhé. Khung viền thì sẽ là nhựa. Tuy nhiên thì nói chung là về cái khoảng mà khung viền nhựa này thì các bạn cứ yên tâm đi cái mức độ hoàn thiện của nó cực kỳ tốt. Đó và các bạn sẽ thấy rằng là nó bóng loáng như là kim loại vậy. Cái này thì nó chỉ không có chúng ta là cái giải cắt anten thôi Tại vì toàn bộ nó ra là nhựa rồi Mà nhựa thì nó sẽ hỗ trợ kết nối sóng tốt hơn Nên thành ra ấy, là với cái khung vị nhựa này mình đánh giá nó cũng sẽ có nhiều ưu điểm hơn Nó sẽ bớt đi cái sự sang trọng khi mà chúng ta cầm nắm Tuy nhiên thì với cái việc khi chúng ta chơi game như thế này Và một con chip Dimensity 1200 nữa Nhiệt lượng tỏ ra lớn ấy, Thì nó sẽ tập trung nó truyền vào những cái khu vực mà nó dẫn nhiệt tốt như là cái phần mặt lưng kính cũng như là mặt trước thôi chứ còn về khung viền nhựa thì nó sẽ hạn chế tối đa thành ra thì trong quá trình mà chúng ta cầm để chơi game như thế này thì sẽ không cảm thấy bị nóng các bạn nhé khoảng màn hình của cái này thì chỉ dừng lại là 6.4 inch thôi đây là một điểm mình thấy khá là tiếc à, so với lại một thiết bị mà nếu như có mức hiệu năng tốt thì thường nó sẽ đi kèm với một cái kích thước màn hình lớn để nó đảm bảo được cho chúng ta là một cái trải nghiệm tốt khi chơi game màn hình như thế này không phải là bé nhưng mà nó không hẳn là cho ra một cái trải nghiệm sướng lắm đó thì đây là một điểm mà mình nghĩ rằng là các bạn cần phải cân nhắc kỹ nếu như mà muốn lựa chọn một cái thiết bị chơi game nên cân bằng giữa cái phần màn hình cũng như là về cái phần hiệu năng đó thì nó sẽ hợp lý hơn cho ra một trải nghiệm cân bằng hơn chứ còn mà về độ sáng màn hình hay là chất lượng tấm nền thì con này nó rất là ok rồi các bạn nhé độ sáng cao rồi tấm nền amoled rực rỡ nền mắt phù hợp để giải trí là cực kỳ tốt không có gì để chê cả, tuy nhiên thì nếu như những bạn nào mà mua về để Gọi là chụp ảnh các thứ này kia thì sẽ hơi khó khăn một tí, tại vì màu nó đã được sẵn rồi Thì tinh chỉnh nó rất là khó Đó. Còn về phần uh, Hiệu năng thì con chip Dimensity 1200 là một con chip đến thời điểm hiện tại Mình vẫn đánh giá rằng là đây là một con chip rất là lành không gặp bất cứ một vấn đề gì khi mà trải nghiệm game cả với một cái mức giá tầm khoảng 7 triệu đồng đang được bán tại điện thoại hay thì mình thấy rằng là đây là một cái mức hiệu năng rất là hợp lý tầm này thì bây giờ chúng ta có thể thấy này như là cái chiếc Redmi Note 11 vừa mới ra mắt đây thì với mức giá tầm khoảng là gần 7 triệu như thế chúng ta chỉ có con chip là Dimensity 920 thôi thay vì là 1200 như con này hai là cái hiệu năng của nó là phải điểm số nhá là tương đương là sẽ 870 đấy chứ không ít đâu tuy nhiên thì cái trải nghiệm thực tế thì thôi cần đo đồng đếm mà xét ấy, thì rõ ràng là sẽ vẫn kém hơn Snapdragon 870 một bậc. Như vậy với mức giá tầm khoảng 7 triệu đầy đủ phụ kiện bên trong thì mình nghĩ nó rất là hợp lý rồi cho con chip như thế này. Sạc thì các bạn sẽ được nâng cấp lên là 65 w thì vì là chỉ dừng lại là 50W thôi. Camera thì vẫn sẽ được giữ nguyên này, vẫn là 64 megapixel này cũng có ba cảm biến này thiết kế thì tương tự như thế. Ngoài ra thì cái option tối thiểu của cái con Realme GT Neo Flash này đã lên tới là tám 8GB rồi và 128GB bộ nhất trong rất là thoải mái để dùng lâu dài luôn với lại bây giờ các bạn có thể thấy rằng là theo cái thời gian thì hiệu năng nó ngày càng tăng đặc biệt là với những chiếc máy giá rỉ như thế này chúng ta đã có thể là sở hữu được một cái mức hiệu năng cực kỳ tốt như thế thì rõ ràng là cái giá trị sử dụng lâu dài của nó cũng sẽ được kéo ra À, nó sẽ được dài hơn so với lại những cái chiếc máy cùng phân khúc được ra mắt trước đây Rồi là con này là nó cũng có là jack 3.5 này Rồi là lo kép nữa thì nó sẽ cực kỳ đa dụng luôn Nếu như chúng ta muốn chơi game mà không ảnh hưởng đến những người xung quanh ấy Thì cấm tay nghe vào Còn nếu như muốn trải nghiệm một cái chất lượng âm thanh bên ngoài ấy, Thì vẫn có thể là sử dụng lo kép này Không delay, không không vỡ hay không ấy gì cả Bass đập rất là tốt Loa này cũng là một cái loa mà mình đánh giá khá là cao Nằm trong mức giá khoảng 7 triệu như thế này à, tầm như thế này như một số bên khác cũng đang có mức giá là khoảng 7 triệu cho con này thì các bạn phải bỏ thêm 3 đến 400 nghìn để mua cái bảo hành vàng cái bảo hành 12 tháng bao gồm là nguồn màn hình vân tay tuy nhiên thì đối với lại điện thoại hay thì mặc định với mức giá khoảng 7 triệu chúng ta đã có cái bảo hành này rồi cho những chiếc máy sách tay đến từ Xiaomi cũng như Realme đây là một cái ưu điểm rất lớn so với lại những bên khác và điện thoại hay thì thật sự là mình thấy là một trong những cái đơn vị mình rất yên tâm mình mua trên dưới là 7 con rồi tại vì là khi mà người xem ở quê mình ấy họ biết mình thì họ có nhiều mình mua thì mình đã mua tại điện thoại hay rất là nhiều đó, đối tác thì cái thứ này kia cho nên là mình mua nó cũng rất là dễ dàng thành ra thì đến bây giờ vẫn chưa gặp bất kỳ một cái con nào lỗi làm cả thật sự là như thế vậy còn các bạn các bạn nghĩ sao về cái chiếc Xiaomi City Neo Flash này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại